Xin chào cả nhà. Em trân trọng kính chào quý cô chú và anh chị trong và ngoài nước. Thứ nhất là được nhiều sức khỏe ha, kế được bình an bên gia đình và người thân. Bên em nhận nhà và đất là chính chủ nên giá cả và giấy tờ pháp lý rõ ràng, nên anh chị và cô chú mình cũng yên tâm nha. Hôm nay em về đây là ở ấp Long Hòa B, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Gửi đến chị một miếng đất vườn ha. Hiện tại vườn mình gia chủ lớn tuổi anh chị, không có chăm sóc, trồng dừa và chuối anh chị nha. Với diện tích anh chị là ngang là 50, chiều sâu là 40m anh chị. Cái hướng đất mình đây là hướng chánh đâm luôn anh chị nha. Đất mình là đất cây lâu năm nha anh chị. Nếu mà anh chị ở xa như ở Cây Lậy, Gò Công hay là thành phố Hồ Chí Minh á, thì anh chị về tới vị trí đây là, đưa lên cho anh chị xem cái vị trí đây là ở viện cây quả miền Nam, nằm ở quốc lộ A anh chị. Đó, nếu mà anh chị ra đó thì chạy vô đây là khoảng là 7 phút nha anh chị nha, là khoảng 4 cây số anh chị đó. Thì ra tới vị trí huyện Cây Quả Nam em sẽ đón anh chị ha, vô tới đất mình ha anh chị ha, để cho anh chị dễ tìm, tại nằm ở vị trí quốc lộ A, đường rất là dễ đi nha anh chị nha. Đây, cái đường này là đường vô đất mình anh chị, cái đường trước đất mình là đường xe máy anh chị nha. Đây cái đường này nè, cái đường này chuẩn bị đang bơm cát nè chị, là làm đường anh chị ha. Đó, làm đường xong rồi đường là đường công cộng, đường thông nha anh chị nha. Rồi, không để mất thời gian của anh chị nên em sẽ mời anh chị ha, mình đi vô tới đất mình tham quan nha anh chị. Mình chạy từ cái chỗ đường đan ô tô này anh chị, mình vô tới đất mình là khoảng là 200m anh chị nha. Đường nó đang làm mặt bằng xong rồi nó mới đổ đa lên nha anh chị. Về nhà cửa khu này cũng rất là đông đúc nha anh chị nha. Để quay từ từ cho anh chị xem. Cái đường trước đất là đường nhỏ anh chị nha. Mình chạy một đoạn nữa sẽ quẹo trái. Đó, mình mới tới đất nha anh chị. Đất mình hiện tại là đất cây lâu năm nha anh chị nha. Đây, quay hàng xóm anh chị xem nè. Đường xá rất là rộng rãi nha. Ở khu vực ở Long Hưng này ta trồng trái cây rất là nhiều nha anh chị. Trồng sabuche, trồng bưởi, trồng mít rất là nhiều anh chị nha. Rồi tới đây mình sẽ quẹo trái anh chị nha. Đây là còn đi thẳng đó, mình ra quốc lộ A. Đó, mình không có đi, giờ mình quẹo trái xíu nữa mình tới anh chị nha. Vô đường này nhỏ ha anh chị. Gia chủ ký gửi giá bán anh chị chỉ có là 500 triệu trên 1.000 mét vuông anh chị nha. Cái này là 2.000 mét vuông anh chị. Cái đường này vô đây thì còn nữa nhỏ khoảng 1m2 anh chị. Nó nhỏ ha. Rồi em đã tới đất anh chị ha, đậu xe lại các chị. Xuống xe em quay cho anh chị xem nha. Tại thì cô chú này cũng lớn tuổi rồi anh chị, không có chăm sóc nên ký gửi bên em bán gấp cái thửa đất này ha. Thửa đất này là 2.000 mét vuông nha anh chị. Đây, từ cái trụ này nè, cái trụ trụ điện anh chị, cái hàng rào đây. Rồi. Đó, từ chiều này á thì là 50 mét anh chị nha. Còn có vô đây là 40 mét. Đây. Cái mặt này là 40 nha anh chị nha. Trên đất mình hiện tại thì có chuối và dừa anh chị ha. Thì hiện tại thì gia chủ cũng bỏ này cũng cũng vài tháng anh chị, nên cây cây trói cối này thì cũng không có tốt mấy anh chị nha. Đó. Một số cây nó chết anh chị, một số cây thì dừa cũng trái cũng ít, là không có nhiều nha anh chị. Của mình đó là được khoảng là 4 clip anh chị nha. Đây, mỗi clip là khoảng 5-6m anh chị, rất là rộng. Đây có một cái mương. Đó, mỗi clip thì có mương anh chị ha. Cái mương này khoảng là 2m anh chị. Đây. Cái này thích hợp cho anh chị cô chú mua để mình làm vườn ha. Còn nếu mà thích yên tĩnh thì mình vô đây cất cái nhà ở cũng được anh chị.
tại cái đường khúc ngoài á, nãy mình chạy vô đây khoảng là 30 đến 40 mét đó chị, thì là cái là nhà nước đang làm đường đó, đường ranh anh chị nha. Còn cái đường mình mới tẻ vô đây á, thì cái đường này là mình dân mình đổ với nhà nước không có đổ với anh chị nha. Trên đất mình á, thì không màu mã, không có vướng dây điện câu thế gì hết anh chị nha. Đó, đất mình rất là đẹp nha. Nó về mình cải tạo lại xíu anh chị, tại vì do cô chú là lớn tuổi rồi không có chăm sóc, nên con cái cũng đi làm xa vậy, không có ai làm đó, nên cần bán gấp cái thửa này. Giá chỉ có là 500 triệu trên 1.000 mét vuông anh chị nha. Giá này em thấy cũng rất là hợp lý ha, giá này tại chỗ nó còn bớt, và cái đường này thì cũng đường nhỏ thôi đó, bất tiện cái đường nhỏ thôi, với cái giá đất đây thì Long Hưng là giá khoảng 500, mà còn thương lượng nó cũng giá cũng rất là hợp lý anh chị nha. Đây dẹp tới cái trụ này anh chị nha, để quay cái trụ cho anh chị xem. Đây cái trụ bê tông bên tay phải màn hình anh chị. Đó, giờ tới đây anh chị. Đó, cái mặt này là 40 anh chị ha, còn mặt nãy em chỉ anh chị là 50. Là tổng diện tích đó là anh chị là 2.000 mét vuông anh chị nha. Đó, chủ ký chỉ có là 500 triệu trên 1.000 mét vuông thôi. Rồi em xin mời anh chị ha, giờ mình đi từ từ vô bên trong mình tham quan đất anh chị nha. Đất mình thì thấy thì không có gì nổi bật hết, tại vì đất mình không có chăm sóc á, cỏ rất là nhiều anh chị, nhưng mà được cái đất mình đây rất là tốt anh chị ha. Anh chị và cô chú cũng đừng quên like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký dưới màn hình để tương tác với em, để nhận được video mới nhất tìm đất nền, đất công, đất vườn hay là nhà ở để cho anh chị đầu tư hay về đây mình nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác ha. Chân thành cảm ơn quý tư rất nhiều ha. Bên em cũng có đội thi công trình, san lấp mặt bằng và làm hàng rào theo yêu cầu của khách hàng. Nếu anh chị và cô chú nào có nhu cầu á thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị và cô chú nha. Đây, đất mình thì có dừa chuối anh chị nha. Tại vì không có canh tác, có cỏ rất là nhiều anh chị. Giờ mình cải tạo lại cái này thì mình kêu cô bé mình ban lại đó, khoảng là 4 triệu, 4 triệu rưỡi anh chị. Là một công anh chị. Nó không có nhiều nha anh chị nha. Về mình kéo lưới ở bên tay phải với ở trước nữa, ở bên mặt bên cái 50 mét á thì có con gào rồi. Đây, đất mình rất là dài anh chị, 50 lận. Rồi, đến đây em tạm dừng video ha. Anh chị và cô chú nào có nhu cầu thích cái vườn này thì liên hệ với em số điện thoại màn hình nha. Bên em có nhân viên dẫn anh chị coi trực tiếp và gặp chính chủ luôn để mình thương lượng cái giá hợp lý mình mua nha anh chị. Em xin nhắc lại cái giá nha, là 500 triệu trên 1.000 mét vuông nha anh chị. Và cô chú anh chị nào có kết bạn Zalo em á thì bên em hỗ trợ và tư vấn cho anh chị nhiều hơn nha. Rồi, xin chào anh chị ha, và hẹn lại ở chị phần video tiếp theo.